Hướng tới kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa, tại thị xã Sapa sẽ khởi công khánh thành nhiều dự án quan trọng, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trong đó, các công trình khởi công mới gồm tỉnh Lộ 155, kết nối từ cầu Móng Xến đến đường tránh quốc lộ 4D, dự án khu du lịch núi Hàm Rồng, tổ hợp khách sạn của tập đoàn An Phan Nam tại Sapa, các công trình khánh thành gồm trụ sở làm việc các cơ quan hành chính thị xã Sapa, sân vận động thị xã Sapa, nơi dự kiến là địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa, đường nối đường cao tốc nội bài Lào Cai đi Sapa theo hình thức BOT cùng một số dự án công trình lĩnh vực du lịch. Ủy ban nhân dân thị xã Sapa đang tích cực phối hợp với các sở ngành đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo quy định, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.